Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Sống khỏe mỗi ngày do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Quý vị và các bạn cũng đừng quên truy cập vào trang fanpage của chúng tôi có địa chỉ là VTV2 Trân Lực Cuộc Sống. Vì trên đó thì chúng tôi có rất nhiều những đề tài thú vị về sức khỏe mà quý vị và các bạn đang quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, căn bệnh u xơ tử cung là một căn bệnh mà chị em dễ thường mắc phải trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, nó thường không có biểu hiện là đau đớn hay là có những cái biểu hiện ra ngoài như thế nào, khiến cho chị em thường chủ quan đối với sức khỏe của mình. Vậy chúng ta có thể hiểu căn bệnh u xơ tử cung là gì, nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt của những người phụ nữ, và đặc biệt là chúng ta đang có những phương pháp điều trị mới nào dành cho căn bệnh này. Tất cả những thông tin này chúng tôi sẽ cung cấp tới cho quý vị và các bạn trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay. Và đến tham gia chương trình ngày hôm nay thì không thể thiếu được Dr. Sống khỏe mỗi ngày cũng như là vị khách mời sẽ tham gia trong chương trình. Xin được chào đón sự xuất hiện của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Phê, trưởng khoa sản 2, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn. Xin chào quý vị khán giả. Chào hai MC. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Ánh Tuyết đến từ Hà Nội. Xin chào tất cả khán giả, chào hai bạn cùng đồng hành. Chào bác sĩ. Xin được cảm ơn sự xuất hiện của hai vị khách mời trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bước vào những cuộc trò chuyện với những cái thông tin cụ thể hơn thì xin mời bác sĩ cũng như xin mời chị Tuyết hãy cùng theo dõi màn hình để chúng ta cùng theo dõi những hình ảnh trong phóng sự sau. U xơ tử cung được biết đến là một căn bệnh lành tính với sự xuất hiện của các khối u trong tử cung. Bệnh thường gặp ở phụ nữ ngoài 30 tuổi đến 50 tuổi. Và theo số liệu thống kê của các chuyên gia về sản phụ khoa, hiện nay có đến 20% phụ nữ trên thế giới mắc phải căn bệnh này. Tuy là bệnh u xơ tử cung là bệnh lành tính, có thể chung sống hòa bình người phụ nữ, nhưng mà nếu không được phát hiện, chẩn đoán kịp thời, thì người phụ nữ phải đối diện những biến chứng và những hậu quả hết sức nặng nề. Ví dụ như không thể có thai thì gây sảy thai, đẻ non, thai bất thường, ngôi thai bất thường. Và cũng như là đi tiểu nhiều lần, đái buốt, đái rắt, đau bụng dưới, đi táo bón, vân vân, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân dẫn đến u xơ tử cung một cách chính xác. Tuy nhiên, có một số yếu tố nguy cơ làm gia tăng sự hình thành và phát triển của khối u, bao gồm một số vấn đề liên quan đến hormone hoặc một số bệnh lý như lạc nội mạc tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang. Bên cạnh đó, việc không có triệu chứng điển hình ở giai đoạn đầu nên chị em thường không biết là mình có bệnh. Chính vì vậy đã gây nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Để tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng như cách điều trị triệt để, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Dr. Sống khỏe mỗi ngày tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Qua những ngày vừa rồi thì hẳn quý vị và các bạn cũng như là chị Tuyết đã hiểu một phần nào đấy về căn bệnh u xơ tử cung, một căn bệnh mà rất nhiều chị em trong cái độ tuổi sinh sản thường hay mắc phải. Vậy bác sĩ có thể cho biết là cụ thể u xơ tử cung là như thế nào? U xơ tử cung là một khối u lành tính, nó xuất phát từ các cái cơ của tử cung. U xơ cung có rất nhiều loại, nhưng mà người ta chia ra 3 loại chính. Một là u xơ tử cung dưới phúc mạc, nhiều khi nó có cuống, loại thứ hai là loại u kẽ, loại thứ ba là u xơ tử cung dưới niêm mạc. Có thể nói u xơ tử cung là một nỗi ám ảnh đối với chị em, và hiện nay thì đối tượng phụ nữ nào thì có nguy cơ cao có thể bị mắc phải ạ? Những trường hợp mà dễ mắc ấy thì thứ nhất là các cái cháu nó dậy thì sớm, hai là các cái trường hợp ở độ tuổi sinh đẻ từ khoảng 30 đến 50 tuổi, chiếm đến 70%. Những cái trường hợp mà béo phì hoặc là những cái gia đình mà có tiền sử mẹ hoặc là chị em gái bị thì cũng có thể mình có nguy cơ. Vừa rồi lắng nghe những cái chia sẻ, những cái phân tích của bác sĩ Phê thì chị Tuyết có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng mà chị đang gặp phải đối với cái sức khỏe của mình, đặc biệt là với vấn đề u xơ tử cung ạ. Mình phát hiện u xơ là cách đây được 10 năm, nhưng mà lúc đấy là mình đi khám nó chỉ là nhân xơ rất là nhỏ thôi. Nhưng đến bây giờ thì nó phát triển lên rất là to. Sức khỏe mình cũng có đi xuống. Thứ nhất là nó đến kỳ thì ra rất nhiều và đau bụng, và nó thiếu máu, rồi rất là chóng mặt và đau đầu. Bác sĩ Nguyễn Bá Phê có nhận xét như thế nào về một trường hợp như của chị Nguyễn Ánh Tuyết khi mà chị đã phát hiện ra những cái nhân sơ như là rất là sơ khai cách đến tận 10 năm rồi, và đến tận ngày hôm nay chúng ta mới có những cái phương án để xử lý một cách triệt để ạ? Như ta đã biết là u sơ tử cung thường nó phát triển chậm, từ từ, mà có khi nó kéo dài khoảng đến thời kỳ mãn kinh cũng nó xong rồi nó dừng lại. Nó khoảng chiếm khoảng 2 đến 30% là tiến triển như chị Tuyết đây, gây ra đau bụng, rồi ra máu nhiều. Trong cái đời sống quan hệ vợ chồng ấy, thì nó cũng có những lúc nó khó khăn. Vậy căn bệnh này nếu mà chúng ta không phát hiện và xử lý một cách kịp thời thì nó có thể để lại những cái hậu quả cũng như là những cái biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? Đối với các trường hợp mà chưa có thai hoặc là hiếm muộn ấy, thì nó gây ra hậu quả thứ nhất là gây ra chậm có thai, thậm chí có thể gây vô sinh. Đối với chị em mà có thai thì nó gây ra có thể gây ra sẩy thai, đẻ non, ngôi bất thường, rồi thì khi sinh dễ băng huyết, rồi sinh xong rồi dễ gây nhiễm khuẩn. Còn đối với những trường hợp như chị Tuyết này thì thứ nhất là nó gây ra một cái ra máu và ra máu kéo dài, thiếu máu. Cái thứ hai nữa là nó khi nó to quá chèn vào bàng quang và gây ra cái hiện tượng là thay đổi cái tiểu tiện, tức là mót tiểu tiện liên tục. Nếu nó to nữa nó ra phía sau đại tràng để gây ra đi mót đi ngoài, và nếu mà nó ở trong dây tràng rộng ấy, nó chèn vào niệu quản, nó gây ra ứ nước ở bể thận. Thế còn nếu mà cái này nó tiến triển to nữa, nó có thể là gây ra những cái thoái hóa, hoại tử, không nhiễm khuẩn, gây rất đau. Hoặc số trường hợp thì nó gây ra rất nhỏ thôi, từ 0,05 đến 0,2% là tiến triển thành ung thư sarcom tử cung. Vâng, có thể thấy là cái bệnh u xơ tử cung thì không chỉ là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái chất lượng cuộc sống của người bệnh nhân, mà nó qua từng mức độ thì nó còn có thể gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm nữa. Và chắc chắn rồi, trong phần sau của chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn thảo về những cái giải pháp hiện nay với những công nghệ tiên tiến của y học hiện đại để có thể điều trị tốt căn bệnh này. Nhưng ngay bây giờ thì chúng tôi cũng rất muốn mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả hãy cùng tìm hiểu thêm về câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Chị Nguyễn Ánh Tuyết năm nay 48 tuổi. Cách đây 10 năm, trong một lần đi khám sức khỏe, chị được các bác sĩ thông báo có những nhân xơ nhỏ trong tử cung. Theo các bác sĩ, ở thời điểm đó, những nhân xơ này không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, không cần thiết phải xử lý. Gần đây, chị Tuyết thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, đặc biệt là mỗi khi đến kỳ. Tôi có đi ra hiệu thuốc mua thuốc bổ máu, nghĩa là thiếu máu thì mua thuốc bổ máu về uống. Tôi cũng dùng các cái sản phẩm về để tiêu u, nhưng mà thực ra đến bây giờ thì đi kiểm tra thì nó cũng không tiêu. Lúc đấy mới quan tâm đến sức khỏe, mới đến bệnh viện để thăm khám. Và bác sĩ đang kiểm tra thì cái u rất là đã phát triển rất là to. Sau khi đến bệnh viện để khám sức khỏe và làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ đã xác định những nhân xơ tử cung của chị đã phát triển đáng kể. Đây chính là nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chị giảm sút trong suốt thời gian qua. Các bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tử cung của chị Nguyễn Ánh Tuyết. Qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về câu chuyện của chị Nguyễn Ánh Tuyết cũng như là hành trình chị phát hiện căn bệnh u xơ tử cung của mình. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì chị Tuyết có thể chia sẻ thêm một chút là chị có bị đau hoặc là có gặp một cái cản trở gì không trong cái sinh hoạt hàng ngày? Nói chung là cũng cản trở nhiều cái trong sinh hoạt. Vì là nó mỗi lần bị thì là thứ nhất là không đi làm được cái gì, phải nghỉ ngơi thời gian rất là nhiều, cho hoa mày chóng mặt cũng không làm được cái gì cả. Thế là mình cũng đến gặp bác sĩ Phê, bác sĩ cũng tư vấn, bác sĩ cũng bảo khuyên là nên mổ, không nên để. Ngày hôm nay thì ngoài chị Nguyễn Ánh Tuyết đã có mặt tại đây thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả đã quan tâm đến chủ đề này và tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua trang fanpage có địa chỉ là VTV2 Trân Lực Cuộc Sống và để lại rất nhiều câu hỏi mong muốn được thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Phê giải đáp. Chúng tôi xin được truyền tải một vài câu hỏi như vậy. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, tôi 54 tuổi, đã mãn kinh, tôi vừa phát hiện bị u xơ tử cung. Vậy tôi muốn hỏi u xơ tử cung có thể tiến triển thành ung thư hay không thưa bác sĩ? Như trên tôi đã nói thì chị 54 tuổi rồi mà phát hiện u xơ tử cung thì chị cứ bình tĩnh theo dõi. Câu hỏi của chị có thể tránh ung thư hay không, như tôi đã nói là có thể nó biến chứng trở thành ung thư nhưng cái tỷ lệ rất nhỏ, chiếm từ 0,05 đến 0,2%. Còn trong trường hợp chị cứ phải theo dõi, nếu mà thấy tử cung nó to ra rồi nó ra máu bất thường hoặc là ra dịch âm đạo rất nhiều thì đấy là những cái dấu hiệu đáng nghi ngại mà chị cần phải đi khám bác sĩ ngay. Vâng ạ, một câu hỏi thứ hai của một vị khán giả. Tôi năm nay 32 tuổi, cách đây 2 năm đi khám phụ khoa, phát hiện có nhiều khối u xơ tử cung nhỏ, hiện vẫn chưa có con. Vậy u xơ tử cung có liên quan đến việc hiếm muộn hay không thưa bác sĩ? Bạn 32 tuổi mà có nhiều nhân xơ và chưa có con thì đấy cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng hiếm muộn. Bạn phải đến các cái trung tâm hỗ trợ sinh sản để được đánh giá một cách cụ thể. Những trường hợp mà u xơ tử cung thì nó dễ gây ra cái trường hợp hiếm muộn. Nếu mà bạn có thai thì cũng vẫn phải đi kiểm tra và bác sĩ thăm khám thường xuyên để tránh những cái biến chứng khi bạn có thai. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Phê và những giải đáp cho quý vị khán giả của chúng tôi. Và cũng liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì khi đối mặt với những cái thông tin rất là nhiều ở trên mạng internet cũng như là báo chí đưa ra về căn bệnh u xơ tử cung thì nhiều người phụ nữ đã rơi vào tình trạng là lo lắng, thậm chí là lo lắng một cách thái quá và đi tìm hiểu rất nhiều những cái cách thức khác nhau. Có thể là từ những cái mẹo vặt, những cái lời mách bảo của người thân, người quen cũng như là những cái địa chỉ thậm chí là không rõ uy tín. Vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với một tiểu phẩm tình huống để xem là những cái người phụ nữ hiện nay đang có cách xử trí như thế nào về căn bệnh này. Ô Khanh, hẹn tôi ra đây cà phê xong cứ ngồi lướt là thế nào ấy nhở? Này! Gì? Ông gọi tôi ra cà phê xong cứ ngồi dùng điện thoại. Này, đang nhắn tin với ai đấy hả? Đưa tôi xem nào. Wow. Ông mà cứ linh tinh vớ vẩn là tôi nói với vợ ông đấy. Nhắn tin với em nào. Nhìn thế này, đang tìm hiểu về căn bệnh u xơ tử cung. Trước vợ tôi đi khám về thông báo kết quả bị mắc u xơ tử cung giai đoạn đầu mà tôi lo quá không biết làm thế nào. Trời ơi, tôi tưởng cái gì. Cái bệnh đấy á, phụ nữ nào cũng có nguy cơ bị mắc. Ông không phải lo, tôi mách cho ông một nước nhá. Ông về nhà mua trà xanh đun cho vợ ông, cứ một ngày uống 2-3 cốc cho tôi. Tôi đảm bảo với ông là khỏi. Ui giời ơi, mua trà xanh đun lên cho vợ tôi uống mỗi ngày 2-3 cốc là khỏi. Ui giời ơi, mấy cái mẹo vặt đấy. Tôi nói cho bà biết nhá, khoa học tiên tiến đây này, thuốc ta thuốc tây đầy đủ đây này mà còn chưa chắc đã khỏi được cái bệnh đấy đâu. Mà trà xanh với cả trà vàng. Ông có biết vì sao tôi lại khuyên ông như thế không? Nó sẽ giúp cho những cái u xơ đấy bị nhỏ đi và giúp những cái triệu chứng khó chịu của căn bệnh đỡ đi đấy. Thật à? Ừ. Tôi cũng chưa tin lắm đâu. Tôi nói với ông là nói có sách mách có chứng mà vợ ông ấy mới bị ở giai đoạn đầu đúng không? Đúng rồi. Cứ uống trà xanh cho tôi đảm bảo khỏi. Tôi cũng chưa tin lắm đâu. Thôi rồi, để tôi nghiên cứu thêm. Bà đừng làm phiền tôi nữa. Chắc hẳn tình huống vừa rồi thì chúng ta sẽ gặp trong đời sống hàng ngày rồi. Tuy nhiên thì tôi muốn hỏi chị Tuyết một chút là khi mà phát hiện mình bắt đầu có những cái dấu hiệu cũng như là có những cái nhân xơ đầu tiên của cái căn bệnh u xơ tử cung ấy thì chị có một cái biện pháp hay những cái mẹo gì để khắc phục cái tình trạng đấy tại nhà hay không? Khi mình phát hiện ra thì mình cũng u xơ ra thì mình cũng ai mách gì mình cũng nghe theo. Tại mình có bệnh thì vài tứ phương mà. Thế là cũng uống các loại thực phẩm chức năng rồi lá hoàng cung trinh nữ sắc uống. Thế nhưng mà đến bây giờ thì thấy nó cũng không nhỏ đi mà thấy nó to lên. Trà xanh rồi trinh nữ hoàng cung, nhưng tất cả những yếu tố đấy nó chỉ là đáp ứng một phần giải quyết. Thứ nhất là về mặt tư tưởng cho các bạn yên tâm. Nhưng mà cái bệnh u xơ cung là như tôi nói là nó không thể dùng các loại bài thuốc dân gian rồi nó hết được ngay, mà nó chỉ có thể tác dụng một phần, nó làm cho giảm cái sự phát triển nhanh. Còn các bạn vẫn phải đi khám các bác sĩ chuyên khoa ít nhất là 6 tháng một lần, cũng phải là 1 năm một lần. Ngay bây giờ chúng tôi cũng rất muốn nghe là hiện nay chúng ta đang có những cái giải pháp tiên tiến nào để có thể điều trị được tốt và tận gốc về căn bệnh này thưa bác sĩ? Có rất nhiều cái phương án. Thứ nhất là đối với những trường hợp mà u xơ cung nhỏ hoặc nó chỉ có rong kinh, rong huyết thì sẽ dùng cái nội tiết, đó là những cái thuốc tránh thai dạng progestative. Hoặc là một số trường hợp mà cái niêm mạc tử cung nó dày thì có thể đặt cái vòng tránh thai, cũng nhưng mà cái vòng tránh thai này nó chỉ cho một số trường hợp đặc biệt. Một số nữa thì là có thể dùng các cái chế phẩm nó ức chế cái khả năng tiết nội tiết thì là làm cho cái khả năng kinh nguyệt của mình nó giảm đi, nó chuẩn bị cho cái phẫu thuật nó dễ dàng hơn. Một trường hợp nữa là có thể ta dùng cái biện pháp là nút mạch tử cung. Trường hợp này thì cũng ít người làm vì nó lích kích. Là cái thứ hai là phải có cái chỉ định cụ thể của bác sĩ. Phương pháp hiện nay thì là chúng ta có thể là mổ bóc nhân xơ qua nội soi, cắt tử cung qua nội soi. Tại bệnh viện Bảo Sơn chúng tôi thì thường xuyên là sử dụng cái biện pháp nội soi, bóc nhân xơ hoặc là cắt tử cung. Vậy với những chị em mà chưa qua sinh con lần nào hoặc là sinh một bạn mà muốn sinh tiếp một bạn nữa mà chẳng may bị căn bệnh u xơ tử cung thì có cái phương pháp điều trị nào đối với những bệnh nhân như thế này? Đối với chị em mà chưa sinh con hoặc là có một con mà muốn sinh tiếp ấy, thì thứ nhất là phải trao đổi với bác sĩ cùng với gia đình xem là cái hướng có cần phải mổ không, và nếu phải mổ thì đa số là bóc tử cung, bóc nhân xơ thì có thể bóc qua nội soi. Nếu nó to quá hoặc là nó vào những cái vị trí rất khó như ở dây hình rộng thì là có thể mổ mở để bóc. Vâng, mà cũng còn một vấn đề nữa mà được đưa ra ở đây, đó là đối với nhóm những chị em phụ nữ đang mang thai mà bị u xơ tử cung, chúng ta có nên kết hợp giữa việc là mổ lấy thai và bóc tách khối u xơ tử cung cùng một lúc hay không? Nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố là phẫu thuật viên là phải có kinh nghiệm, cơ sở y tế đó phải có điều kiện phẫu thuật và truyền máu tốt. Vâng, như vậy có thể thấy là phẫu thuật cũng là một trong những cái cách thức rất là hiệu quả và hoàn toàn cũng có thể chữa trị dứt điểm được căn bệnh u xơ tử cung này. Tuy nhiên là phẫu thuật ở đâu cũng như là như thế nào thì chắc chắn là chúng ta cần phải đến những cơ sở y tế rất là uy tín, ví dụ như các bệnh viện lớn. Và ngay sau đây thì xin mời hai vị khách mời cũng như xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một quy trình phẫu thuật u xơ tử cung tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn. Như trong phóng sự trước, chúng ta đã đề cập đến trường hợp của chị Nguyễn Ánh Tuyết, nhân vật chính của chương trình. Hôm nay chị Tuyết sẽ được tiến hành phẫu thuật. Do nhân xơ tử cung của chị đã phát triển với kích thước khá lớn, lại nằm ở vị trí không thuận lợi. Sau khi bàn bạc với chị Tuyết và gia đình, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho chị bằng phương pháp mổ mở, cắt bỏ toàn bộ tử cung, giữ lại hai buồng trứng để điều trị dứt điểm những biến chứng mà u xơ tử cung có thể xảy ra đối với sức khỏe của chị. Bệnh nhân này phát hiện u xơ này đã 10 năm rồi, hiện nay đã có 2 con rồi. Hôm nay chúng tôi cắt tử cung hoàn toàn nhưng để lại phần phụ, cho nên sinh lý của người phụ nữ là hoàn toàn bình thường. Cho đến giờ phút này chúng tôi xin khẳng định là ca mổ đã thành công. Song song với phương pháp phẫu thuật mở, hiện nay phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ tử cung cũng là một phương pháp tối ưu được nhiều bệnh nhân lựa chọn. Phương pháp mổ nội soi u xơ tử cung là phương pháp điều trị ít xâm lấn, được thực hiện bằng cách tạo vết rạch nhỏ ở thành bụng dưới hoặc thông qua đường âm đạo để đưa ống soi và khí CO2 vào khung xương chậu để có thể quan sát rõ buồng tử cung. Ống nội soi có gắn camera có thể phóng đại nhiều lần trên màn hình, cho hình ảnh sắc nét về vị trí và kích thước khối u, giúp bác sĩ có thể quan sát chính xác và bóc tách khối u xơ. Mổ u xơ tử cung bằng phương pháp nội soi được thực hiện và kiểm soát thông qua màn hình máy tính. Kỹ thuật mổ này có nhiều ưu điểm như tính thẩm mỹ cao. Vết mổ chỉ để lại vài vết sẹo nhỏ từ 0,5 đến 1 cm trên thành bụng và lành nhanh chóng, không để lại sẹo. Kỹ thuật này giúp cho người bệnh hạn chế đau đớn, có thể cầm máu tốt, hạn chế những biến chứng nguy hiểm sau phẫu thuật có thể xảy ra. Thời gian phục hồi nhanh, chỉ sau 3 đến 5 ngày, bệnh nhân đã bình phục và trở về trạng thái bình thường sau khoảng 2 tuần, ngắn hơn rất nhiều so với phương pháp mổ mở, từ 6 đến 8 tuần để hồi phục hoàn toàn. Qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về một trong những phương pháp đang được các bác sĩ áp dụng để điều trị căn bệnh u xơ tử cung. Vậy thì bác sĩ có thể phân tích kỹ hơn cũng như là chia sẻ kỹ hơn là đối với những trường hợp như thế nào thì chúng ta có thể áp dụng cái phương pháp này? Thứ nhất là bóc nhân xơ qua nội soi. Thì như tôi đã nói thì những trường hợp đấy người ta còn mong muốn còn có thai và mong muốn giữ lại cái tử cung để cho sinh lý. Thì hình thức này thì bệnh nhân đỡ đau, ra viện nhanh và tính thẩm mỹ cao. Đấy là một trong những lý do mà rất nhiều người muốn bóc nhân xơ qua nội soi. Thưa bác sĩ, phương pháp phẫu thuật có chữa dứt điểm cái u xơ tử cung của tôi hay không? Câu hỏi của chị Tuyết rất là hay. Thì đối với trường hợp mà u xơ tử cung, mà một trong những phương pháp chữa dứt điểm đó là cắt tử cung. Cắt tử cung thì có cắt bán phần và cắt toàn phần như của chị to rồi, mấy tuổi, cũng gần 50 tuổi rồi, thì của chị là cắt toàn bộ, để lại 2 buồng trứng và nó không ảnh hưởng đến nội tiết của chị. Sau khi phẫu thuật u xơ của tử cung của tôi thì tôi có cần phải lưu ý những biện pháp phòng tránh gì không ạ? Sau khi mổ Thì thứ nhất là phải kiêng quan hệ tình dục sau 1 tháng. Dạ. Cái thứ hai là phải đi kiểm tra lại sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Chị nên vận động nhẹ nhàng, có lối sống lành mạnh, tránh những cái béo phì. Chị nên ăn các cái thức ăn dễ tiêu, nhiều kali, có nhiều chất xơ. Tránh ăn những thức ăn như thịt đỏ, như là thịt bò, thịt lợn, hạn chế. Nên ăn các loại thịt trắng như thịt gia cầm, đặc biệt là các cái bổ sung rau quả. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Phê, và hy vọng là với những cái thông tin mà bác sĩ Nguyễn Bá Phê chia sẻ thì rất nhiều quý vị khán giả đã có thêm những cái thông tin về những cái phương pháp mới trong việc điều trị u xơ tử cung. Và trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì quý vị cũng đừng rời khỏi màn hình, vì chúng ta sẽ tiếp tục với một chuyên mục rất quen thuộc của chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, đó là hành trình thay đổi thói quen. U xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp hàng đầu của phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản. Trung bình cứ 4 người phụ nữ có 1 người có u xơ tử cung. Tuy nhiên thực tế nhiều chị em không hề quan tâm để ý đến căn bệnh này, họ chỉ đi khám khi đã gặp phải rất nhiều những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe do u xơ tử cung gây ra. Để có thể điều trị hiệu quả căn bệnh này, trước tiên chị em cần thay đổi thói quen về việc khám sức khỏe, đặc biệt là khám phụ khoa định kỳ. Hiện nay ấy, tâm lý của người phụ nữ, nhất là phụ nữ đã đông ấy, thì tâm lý người ta ngại đi khám. Mà đây là cái thói quen không nên. Vì khám sức khỏe định kỳ nó đem lại rất nhiều lợi ích cho người phụ nữ. Tôi đơn cử như là u xơ tử cung, nếu phát hiện sớm thì không đến tình trạng là rong kinh trong huyết rồi thiếu máu, hoặc là u xơ tử cung bé thì mình bóc được, nhưng nó to lên thì mình phải cắt tử cung, là hoàn toàn khác. Vì phụ nữ không có gì thừa cả, bất đắc dĩ mới phải cắt tử cung. Nhưng nếu chúng ta đi khám sớm, có khi không cần phải mổ, người ta sẽ theo dõi và chung sống hòa bình người phụ nữ. Khi nào cần thiết nó gây ra những cái biến chứng thì bắt đầu người ta mới mổ. Ví dụ thế, cho nên là cái khám sức khỏe là hoàn toàn là có lợi cho người phụ nữ. Chị Nguyễn Thị Thắm năm nay 35 tuổi, trong một lần đi khám sức khỏe tổng quát được chẩn đoán có nguy cơ cao mắc u xơ tử cung. Sau khi được bác sĩ sản khoa tư vấn thì về nhà chị Thắm đã thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để phòng ngừa bệnh. Bác sĩ cũng có tư vấn cho mình rằng là ở cái độ tuổi như mình qua cái quá trình sinh đẻ rồi ấy, thì cái nguy cơ cao là mắc u xơ tử cung. Bác sĩ có tư vấn cho mình rằng là mình phải thay đổi cái cách sinh hoạt trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, đặc biệt là trong bữa ăn. Bác sĩ nói rằng mình phải ăn thật nhiều rau và ăn một số loại cá để kết hợp vào, nên tập thể dục vào các buổi sáng và buổi chiều tối khi mình đi làm về, để cho cái thứ nhất là nó giãn cơ, thứ hai là cho máu nó lưu thông tốt, để tối mình có một cái giấc ngủ ngon lên chứ không bị ì trệ như những cái bữa trước nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bá Phê cũng như chị Nguyễn Ánh Tuyết đã đến tham gia chương trình với chúng tôi và đã chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích tới quý vị khán giả về căn bệnh u xơ tử cung cũng như là phương pháp để điều trị căn bệnh này. Vâng, xin chúc hai vị khách mời có nhiều sức khỏe, và chúng tôi rất muốn lắng nghe những cái thông tin mới trong việc điều trị u xơ tử cung từ phía bác sĩ Nguyễn Bá Phê trong những chương trình tiếp theo. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những chương trình lần sau.